hoa mắt, mỏi tay khi liên tục gắp hàng nghìn con sán lá gan trong ống mật của một người đàn ông. Ngày 26 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết vừa phẫu thuật gắp bỏ cả ngàn con sán lá gan lớn trong ống mật cho nam bệnh nhân, 36 tuổi, quê Hải Dương, đang tạm trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo bác sĩ Trần Quốc Vĩ, trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau hạ sườn phải, vàng da, nhập viện ngày 16 tháng 4. Sau khi xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT scanner, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật, tắc mật, chỉ định mổ cấp cứu. Khi mổ, phát hiện toàn bộ trong đường mật chính và đường mật trong gan lấp đầy bởi các con sán lá gan dài khoảng 3 cm và ngang 1 cm. Sán lá gan có nhiều trong cá, ốc và các loại rau sống dưới nước. Khi ăn sống những loại rau này hay gỏi cá sống, thì ký sinh trùng sán lá gan sẽ đi vào trong ruột, vào gan, tạo áp xe hoặc di chuyển xuống đường mật trú ngụ. Sán trưởng thành có thể sống đến 10 năm. Để tránh bị nhiễm sán lá gan, bác sĩ Trần Quốc Vĩ khuyến cáo người dân nên ăn chín uống sôi, đặc biệt không ăn sống các loại rau sống dưới nước. Trường hợp người dân có thói quen ăn gỏi cá hay ăn sống các loại rau sống ở ao hồ mà có triệu chứng sốt, đau vùng gan thì nên đến bệnh viện xét nghiệm để được điều trị sớm.